Chị này Na Hi được 9 điểm rưỡi. Very good Na khá nè, cầm bài thi đi. Cả lớp phải học theo Na biết chưa? Lúc nào thi cũng trên 9 điểm. Ủa em sao vậy? Em không khỏe hả? Dạ có hơi hơi cô. Không sao đâu, em hiểu hết bài thi rồi. Tiết này làm kia đi. Nè cô rót nước cho em nè, uống miếng đi. Dạ cảm ơn cô. Học hành vất vả quá. Xù cả nhà lên lớp mà ngủ như vậy đó hả? Thi toán có 3 điểm, tôi viết đại đáp án còn điểm cao hơn em nữa đó. Tôi mà là em, tôi ngủ không có ngon đâu. Tối hôm qua làm gì? Học Anh văn nữa phải không? Em mà không chịu học toán cho đàng hoàng ha, hay là em tính bỏ luôn. Môn toán là môn chính mà không có nên thân. Rồi câu này ai làm sai cho ta? Câu này mà em cũng làm sai được nữa, người ta cho không điểm luôn rồi. Nhưng nói em học Anh văn giỏi lắm mà nha, sao em học cái môn tôi.